tử. Ba tiếng đó như trận bão kinh hồn vừa thôi qua biển ca, chỉ đem thêm khô khăn vào lòng xa mà làm sụp đổ tiêu tan thành quạt quê nghi trầm mặt giờ. Xin chào mọi người, hôm nay cái nhóm của tụi mình đủ thành phần hết, từ miền Tây cho tới Sài Gòn đều muốn tập hợp lại để tái hiện lại một cái cuộc chơi đàn ca tài tử trên sông nước miền Tây, cùng nhau là trôi thuyền trên chơi xuồng trên sông để ca đàn ca với nhau bằng những cái tiếng đàn mộc, bằng những tiếng ca mộc và tiếng đàn thùng. Nhưng mà do ngoài trời ảnh hưởng của cơn bão số 5 cho nên mưa gió, mưa dữ lắm rồi, mọi người là cũng không để mất hứng cái cuộc chơi của mình, cho nên là tiếp tục dẫn đàn ca, nhưng mà đàn ca ở trong phòng kính, mặc kệ ngoài trời mưa gió, trong đây mọi người dẫn đàn ca. Và bắt đầu của chương trình thì chúng tôi sẽ giới thiệu với mọi người, đó là giọng ca của anh Tư Trùm. Tư Trùm chứ không phải là Trùm nha. Giọng ca của chị Kim Tuyến, và hai người cùng song ca một trích đoạn trong cái vở là Hàng Mạch Tử. Và người cầm đàn sến đó là bé Khánh Hưng, cậu bé bị tài đàn sến, mọi người sẽ thấy rất là nổi tiếng trên mạng đó. Và anh Lâm Trường sẽ phụ trách đàn guitar, và anh Hồng Phước, kỳ tài Hồng Phước sẽ đàn violon. Rồi mời mọi người cùng thưởng thức trích đoạn Hàng Mạch Tử. Bài thơ năm cũ đâu rồi, cho tôi xin lại mảnh đời âu thơ. Bài thơ I'm
thờ suốt cuộc đời anh. Anh chú, hãy gọi anh là Hàng Mạc Từ. Hàng Mạc Từ, ba tiếng đó như trận bão kinh hồn vừa thôi qua biển ca, chỉ đem thêm khô khăn vào lòng xa mà làm sụp đổ tiêu tan thành quạt quy nghi trầm mặt giờ. Thật sự bây giờ anh nói